Được triển khai từ nhiều năm nay trên thế giới, song làng thông minh vẫn là khái niệm còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Tại xã Cù Lao Bạch Đằng của thành phố Tân Uyên, việc triển khai thí điểm làng thông minh đã được người dân hồ hởi đón nhận. Mô hình thí điểm làng thông minh ở xã Bạch Đằng được lồng ghép trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đang được triển khai mạnh mẽ tại địa phương. Làng thông minh sẽ bao gồm các hợp phần về thiết chế thông minh, con người thông minh, chính quyền thông minh và nông nghiệp thông minh. Với sản xuất nông nghiệp, xã Bạch Đằng sẽ triển khai các ứng dụng giao dịch trực tuyến, cung cấp thông tin xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước để người sản xuất tiếp cận. Đồng thời, những vườn bưởi của địa phương cũng được đầu tư để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho chính quyền, mặt trận đoàn thể, thứ nhất là phải thực hiện công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu và biết được cái mục tiêu cũng như là các nhiệm vụ giải pháp trong cái việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với làng thông minh. Cái thứ hai nữa thì để thực hiện được cái mục tiêu này thì cũng đã phát động các phong trào thi đua. Thí dụ như cái phong trào thi đua là hộ nông thôn mới xanh sạch đẹp sáng, hộ nông dân sản xuất giỏi. Vườn bưởi của anh Võ Ngọc Tài có diện tích khoảng 2 hectare. Đây là một trong những vườn bưởi của địa phương nằm trong dự án thí điểm xây dựng làng thông minh. Hiện tại, nhà vườn này đang chú trọng đầu tư theo hướng hữu cơ để cho chất lượng trái ngon và an toàn. Bên cạnh đó, nông dân này còn đa dạng hóa các sản phẩm từ bưởi như sản xuất tinh dầu bưởi, rượu bưởi để thu hút khách du lịch. Cái bưởi này mình lội ra thay vì 3-4 trái mình bẻ mình bỏ đi. Mình bỏ đi thì thấy tiếc quá nên mình sẽ ý tưởng mình nghĩ mình mua máy về mình chiết xuất tinh dầu. Lấy vỏ ra chiết xuất tinh dầu, rồi mình làm nguyên chất luôn, rồi những cái ruột ở trong cái phần ruột bử thì mình làm imo, làm vi sinh imo để tưới ngược lại cho cái cây bử, tức là một cái quy trình trái bử mình không bỏ gì hết. Rõ ràng với lợi thế chủ lực là vùng bưởi đặc sản, bưởi Bạch Đằng là một trong những đối tượng điển hình trong việc triển khai và thụ hưởng lợi thế từ dự án làng thông minh. Với dự án thí điểm này, nông dân địa phương cũng kỳ vọng hương bưởi Bạch Đằng sẽ vươn xa hơn, trở thành điểm đến của sinh thái nhà vườn, từ đó nâng cao toàn diện đời sống cư dân ở đất Cù Lao.